Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà xác định cái hướng sửa một cái iPhone 6S nó bị cái lỗi là không biết bị lỗi gì các bạn. Nó không hiển thị, không lên nguồn hay bị gì đó cũng không biết bị lỗi gì luôn. Thì các bước để test ha. Thì đầu tiên chúng ta phải vào, chúng ta sẽ hỏi người khách xem họ cái máy này lý do vì sao mà nó bị như vậy, bật nguồn lên không lên gì hết các bạn thấy không? Cắm cáp cũng không lên gì luôn. Mà cảm giác là rất là cái máy rất là nóng. Thì đây là iPhone 6S nhưng mà lên vỏ 7 chứ không phải iPhone 7 nha. iPhone 6S lên vỏ 7 thôi. Rồi, bật lên cái máy cảm giác nó rất là nóng mà màn hình không lên, không hiển thị. Cắm cáp vào máy tính vẫn không nhận luôn, cũng có thể là do hết pin đúng không? Cũng có thể là do cái máy này nó đang bị chạm mà nó hết pin rồi, khách đem tới hết pin nên cắm cáp nó không nhận. Không biết được. Rồi thì sau khi mà mình hỏi người khách, khai thác thông tin từ người khách thì họ nói là lúc đầu cái máy của họ là bị là cái cảm ứng của nó chập chờn, nó đơ đơ lặng lặng. Màn hình nó bị lâu lâu nó sụp, màn hình nó sụp không lên gì và cái máy nó rất là hao pin. Thì mình sẽ lấy cái máy này, mình đưa vô cái bộ cáp nguồn để mình bấm dòng xem cái dòng nó lên như thế nào bạn không? Dòng lên rất là cao, cao hơn dòng DFU và nó giữ yên ở đó luôn, nó không nhúc nhích gì hết. Là chứng tỏ cái máy nó đang bị chạm rồi. Nếu như mình mà không khai thác cái thông tin của người khách đó thì chắc chắn là cái dòng này cũng như các bạn vào các bạn sẽ làm ngay thay thế con IC USB đúng không? Thường là do IC USB. Nhưng ở đây người khách họ nói là cái máy họ cái thời điểm đầu đó, nó bị cảm ứng, nó bị đơ đơ rồi nóng máy hao pin, đơ cảm ứng nóng máy hao pin rồi không lên màn hình. Rồi như vậy thì mình sẽ tập trung vào cái đường cấp áp cho cảm ứng và đường cấp áp cho màn hình. Mình sẽ đo đầu tiên xem nó có bị chạm hay không bằng cái cách là mình sẽ đo từng chân trên cái socket, từng chân một, đo những cái chân mà nhận áp 5V 7 trừ 5V 7, 5V 1, 1V 8 rồi 2V 8 rồi các bạn ha. Các bạn đo thì thường những cái chân nhận áp nó sẽ nằm bên mé bên này, còn cái mé bên kia là những cái chân cấp đèn. Đúng không? Đo một vài chân thì không có thấy chạm. Rồi mình tiếp tục mình đo lên cái chân ở đây mình thấy wow. Rồi, như vậy là cái chân ngoài rìa các bạn thấy không? Nó xuống mát. Xuống mát rất là nhiều. Rồi, như vậy là để nếu như để mà xác định chính xác hơn nữa, mình sẽ lấy một cái main mẫu ra. Lúc nào mình cũng có một cái main mẫu các đời máy là cái main này, cái main iCloud á. Cái main chỉ bị iCloud thôi nên những chức năng của nó là ok các bạn ha. Mình sẽ đo mẫu cái chân này các bạn thấy nè. Mà thấy giờ nó lên trở kháng cũng còn cao lắm, không có bị vậy không như lúc nãy. Mình sẽ đo lại một lần nữa xem có chính xác hay không. Rồi, các bạn thấy chưa? Chạm. Xác định cái chân này bị chạm rồi. Rồi như vậy thì sau khi xác định được cái chân nó bị chạm trên cái socket màn hình các bạn ha, thì mình sẽ sử dụng ZSW. Cái tool ZSW này là cái tool hỗ trợ về sửa chữa dò mạch cho iPhone, iPad và Samsung rất là tốt. Thì mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều trong những cái video clip trước rồi. Cái tool này thì mình có kinh doanh ở cái thời điểm mình làm cái clip này nó là 1,4 triệu AT xài được 1 năm. Wow, hôm nay nó lên bên này chính là cái hướng dẫn cái update của nó. 2.5 và Flatfit 1.6 rồi sẽ tải cái này về. Trong cái tool này vẫn còn xài được mà update thì tốt các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn iPhone 6S. Không, đây chính là cái danh sách mà nó support nè. Hôm nay support đến iPhone 7 Plus rồi. iPhone 7 Plus nó có tất cả là hai phiên bản, một phiên bản xài chip Intel và một phiên bản xài chip Qualcomm. Rồi bây giờ mình sẽ phóng to cái hình này lên, mình sẽ nhấn vào cái chân mà mình đo nó bị chạm á, là chân này đúng không? Rồi các bạn sẽ thấy ha, nó hiện lên là 1,8 volt tuốt con kết nối á, cái CONN đó là cái điểm kết nối tiếp theo bạn ha. Rồi 1,8 volt tuốt nó sẽ đi qua con tụ này, đi qua con dây này, rồi mình sẽ nhấn vào đây nên nó đi đến đâu. Nó tiếp tục đi qua con tụ này. Đây là con R, đây là con IC quản lý phần cảm biến. Cấp áp. Ồ, con này nó cấp áp cho cái cảm ứng các bạn ha. Không phải nó cấp áp đâu. Con này nó nhận áp 1 phần 8 thôi, nó điều khiển phần cảm ứng thôi. Rồi, đi qua hai môn tụ này nữa. Wow, nó là do con IC nguồn nè. Như vậy áp 1 phần 8 này là áp do IC nguồn nó cấp ra nè các bạn thấy chưa? Rồi, IC nguồn nó sẽ cấp áp cho cái phần cảm ứng này, cấp áp cho con IC này. Nên là một trong những cái con tụ này hoặc con IC này nó chạm á, sẽ gây ra rất là nóng con IC nguồn. Một lát nữa mình sẽ vẽ hình để các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Tiếp tục mình sẽ dò xem nó đi qua con R này. FL. Rồi đi vô đây, một con tụ này, đúng không? Có hai con tụ này chạm cũng không chừng. Rồi. Tiếp tục nó đi qua con R này. À, con tụ này, rồi. R này. Con tụ này các bạn thấy chưa? Đi qua con R này, nó đi qua tụ này và tụ này. Rồi,
Như vậy thì một trong những con tụ này nó chạm thì nó cũng gây ra nó rất là nóng với xe nguồn ha. Thì ở cái máy mà mình làm biết không, mình biết là cái con tụ này nó bị chạm rồi, tại vì mình sử dụng cái tuyệt kỹ thiên lý nhãn mà mình luyện được á. Thiên lý nhãn là cái gì, sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn tập trong những cái video clip căn bản. Thì những cái video clip căn bản á, thì mình sẽ, các bạn hỏi video clip căn bản đâu, ở thời điểm này mình chưa kịp làm ha, mình sẽ làm trong thời gian sớm thôi. Nhưng mà mình cố tình mình bẻ tiếp, mình cố tình mình bẻ những cái con tụ khác, như là tụ này, phải không? Các bạn không, nếu mà chỉ còn một con tụ bị chạm thôi, nó sẽ chạm nguyên đường luôn. Các bạn bẻ những con tụ mà không đúng á, các bạn nó vẫn chạm thôi, chứ không phải là đo. Các bạn đo vô thấy chạm các bạn bẻ đâu ha, các bạn sẽ hiểu rõ hơn trong những video căn bản. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ vẽ ra giấy cho các bạn hiểu sơ sơ thêm một chút nữa. Rồi mình sẽ vẽ ra giấy cho các bạn dễ hiểu hơn một chút ha. Các bạn thấy không, ở những cái máy mà khi mà chúng ta kẹp nguồn vào, kim nguồn không nhúc nhích, và khi mà chúng ta kích cái nút nguồn lên một cái, là có nghĩa là chúng ta bật cái công tắc lên một cái thì kim dòng mới lên cao, có nghĩa là gọi là chạm áp thứ cấp các bạn ha, gọi là chạm áp thứ cấp. Thì các bạn thấy nè, V-bus nó sẽ đi vào IC nguồn đúng không? Các bạn vừa bỏ cục pin vào là V-bus nó vào IC nguồn rồi. Rồi từ IC nguồn này bắt đầu nó mới nắn áp, nó tách ra cho những cái chân chức năng khác, giống như là camera, loa, chuông, rung, hay là cấp cho CPU, cấp cho audio code, cấp cho nói chung là cấp cho những cái tính năng của cái điện thoại. Nó sẽ ra những cái chân nguồn áp nhỏ 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 và cái von khác nhau, cái dòng khác nhau, các bạn không? Rồi thì khi mà nó cấp ra như vậy thì một trong những cái tính năng đó nó bị chạm tụ hoặc là chạm IC, nó sẽ gây rất là nóng IC nguồn. Thì cái này rất là dễ hiểu, như các bạn có thể là sử dụng ở nhà, các bạn lấy một cái ổ cắm điện, mà ổ cắm điện dởm á, các bạn cắm vào một cái nồi lẩu á, các bạn nấu lẩu các bạn ăn thử đi một lát nữa các bạn thấy ha, cái nồi lẩu của chúng ta công suất rất là cao, thì cái ổ cắm chúng ta chịu không nổi, nó sẽ nóng và nó cháy đúng không? Rồi thì ở đây thì những cái con IC mà nó bị chạm á, thì nó chạm mà, nó chạm các bạn không, nên là nó sẽ làm con IC nguồn nó nóng 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 rất là nóng IC nguồn. Nhưng mà đâu phải IC nguồn chạm đâu, cũng giống như là cái đồ cắm điện của bạn á, nó nóng nó cháy, thì đâu phải là do đồ cắm điện các bạn nó bị hư đâu, mà là do cái nồi lẩu của chúng ta công suất cao quá, cái ổ cắm điện nó chịu không nổi, nó cháy đúng không? Rồi rất là đơn giản các bạn không. Rồi như vậy thì sau khi mình xác định được cái chân nó bị chạm, một là cái chân này bạn thấy không, nó sẽ đi qua một vài con tụ, nó đi qua cái con IC cấp áp cho cái cảm ứng, và nó sẽ đi qua những cái con điện trở, và nó sẽ đi qua con điện trở cấp áp cho cái phần tút 3D hoặc là cảm biến vân tay gì đó. Rồi thì ở cái những cái con tụ này, một trong những con tụ này nó chạm á, nó cũng đều gây ra cái xương rất là nóng, và cái đường này nó sẽ hoàn toàn chạm, nên các bạn phải gỡ đúng cái con tụ chạm ha. Nếu mà một con tụ chạm mà những con tụ kia không có chạm, các bạn gỡ những con tụ kia ra, nó có hết chạm không? Câu trả lời là không hết đúng không các bạn? Đó thì ở cái máy này thì mình sau khi mà mình xác định được cái đường này nó chạm, và mình dùng setup để mình nhấn rơm để mình xem những cái tụ nó đi qua những cái đường, có bao nhiêu tụ đi qua những cái đường đó, thì mình quan sát, mình sử dụng kính lúp và kính hiển vi, hay là còn gọi là cái kỹ năng thiên lý nhãn trong cái bài căn bản á, mình thấy được một cái con tụ kế cái socket của nút vân tay á, nó bị cháy đen đầu, thì mình biết được cái con nó khả năng nó chạm rất là cao đúng không các bạn. Rồi thì đáng lẽ mình đầu tiên vào mình sẽ bẻ ngay cái con tụ đó, nhưng mà mình ở video clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn, và để chứng minh cho các bạn thấy là các bạn phải bẻ đúng tụ mới được, nên mình sẽ bẻ những cái con tụ khác chứ không phải là mình bẻ ngay con tụ này, để các bạn dễ hiểu hơn và sau này các bạn làm những cái ban tiếp theo. Rồi mình sẽ chùm cận cảnh lại ha. Thì lúc nãy các bạn sử dụng setup, các bạn thấy ha, nó sẽ có một cái cuộn dây và hai cái con tụ nó nằm kế socket màn hình đúng không? Mình sẽ sử dụng cái khò đó để mình lẩy nhẹ cái lớp keo ra. Rồi thì ở trên trên cái lớp keo nó có thêm một cái lớp cao su nữa, cũng không sao các bạn ha, cái nó mềm lắm, cái lớp keo mà ở trên những cái socket á nó mềm lắm, các bạn lấy nhẹ cái đã ra rồi. Rồi ở đây là sẽ có hai con tụ này, rồi ở bên gần cái socket nút home nó cũng có hai con tụ, cũng có cái con tụ đó, chúng ta tiếp tục cạo bên đó. Rồi các bạn thấy ha, cái con ở cái clip này đó là cái con tụ ngay nút home á, nó bị chạm đen đầu luôn. Nhìn đưa vô kính hiển vi các bạn soi là các bạn thấy thấy nó sẽ đổi màu liền. Thì thay vì mình bẻ con tụ đó không, mình sẽ tiếp tục mình bẻ những con tụ khác để các bạn xem.
nguyên một cái đường này nó bị chạm chạm một con tụ, nghĩa là nguyên một cái đường nó bị chạm luôn, nên không phải là các bạn chích phải đo cho cái con tụ này, các bạn đo chạm lại bạn bẻ con tụ này là hết đâu, đúng không? Không phải vậy. Một cái đường bị chạm thì chúng ta không có nào chúng ta xác định được, chúng ta đo được con nào bị chạm đó các bạn ha. Các bạn phải bẻ bỏ từ từ thôi, như cái clip này bạn thấy là mình sẽ bẻ bỏ từ từ. Ồ, ở đây mình bẻ con tụ, nhưng mà do cái tay mình kỹ năng mình nó còn kém, còn không nó rung nó đụng cái cuộn dây nên nó văng cái cuộn dây ra luôn. Rồi một lát nữa mình sẽ phải châm cái cuộn dây nó lại tụ này, đúng không? Nên các bạn luyện tập những cái kỹ năng rất là quan trọng ở cái sửa cái điện thoại, cái kiến thức đó, nó cơ bản lắm, nhưng mà kỹ năng quan trọng. Sau khi bẻ con tụ này ra, hai con tụ trên này ra, các bạn đo, các bạn thấy nè, không, một chân xuống mát thì không nói rồi, mà chân còn lại các bạn đo không, nó vẫn chạm, thấy chưa? Có nghĩa là cái con tụ này nó đâu có chạm đâu, các bạn bẻ nó ra nó vẫn chạm thôi, mặc dù các bạn đo ngay đầu nó là nó chạm, đúng không? Một con tụ chạm trên một cái đường là nó sẽ làm nguyên một cái đường nó chạm luôn, đo đâu cũng chạm. Các bạn phải bẻ cách ly đúng cái con tụ đó mới ok. Rồi tiếp tục mình sẽ bẻ thêm một cái con tụ nhỏ nhỏ kế cái con tụ to mà mình nghi ngờ bị chạm lúc đầu, các bạn thấy không? Bẻ nhỏ ra. Rồi tiếp tục mình sẽ đo hai cái đầu con tụ đó coi nó có còn chạm hay không. Tất nhiên nó vẫn còn rồi, tại vì bẻ đâu có đúng đâu. Không. Mình không có biết chân nào là chân mát, chân nào là chân cộng đó, thì mình cứ đo hai đầu thôi, cả hai đầu nó xuống mát thì chắc chắn nó còn chạm rồi. Còn đo mà một chân nó xuống mát và một chân nó không có xuống mát thì ok. Đo tụ đâu vậy cho nó lẹ các bạn ha. Chứ không có hơi đâu mà mở mở phân tích ra xem chân nào chân mát, chân nào chân cộng đó. Rồi mình sẽ lấy tiếp con tụ này ra mình đo. Lúc này đây các bạn sẽ thấy nó sẽ hết chạm rồi nè. Không, chích phải đo vào, đo thêm một lần nữa. Không, một chân nó mát và một chân nó sẽ không có còn chạm nữa. Rồi thì sau khi xác định được cái con tụ nó bị chạm, bẻ bỏ rồi, hết chạm, cái đường nó hết chạm rồi, mình sẽ tiếp tục mình quay lại mình làm cái chỗ lúc nãy mà mình làm lầy ban. Cái này gọi là làm lầy ban các bạn ha, kỹ năng còn kém nên làm ban A nó lầy ra ban B. Rồi nên khi mà các bạn làm bất kỳ một cái máy nào đó mà nó lầy thêm một cái chức năng nào đó, thì các bạn xem là cái nơi các bạn làm có con nào mà các bạn làm vô tình nó bị văng ra không, đúng không? Chúng mình sẽ xi một lớp chì cho nó ăn cái chân lại, và sau đó các bạn chỉ lem cục chì qua cái sợi dây là xong. Cái kỹ năng này thì mình có hướng dẫn các bạn rất là nhiều trong những cái video clip căn bản rồi, đúng không? Rồi lem chì rất là dễ, lem nhẹ qua một cái là nó ăn thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ đo lại một lần nữa xem nó ăn chưa. Nếu mà nó ăn rồi thì mình sẽ đưa vào kính hiển vi để mình soi soi để coi nó có chạm qua những cái đường nào khác không. Rồi nếu mà đẹp đẽ sạch sẽ hết thì mình sẽ bắt đầu mình gắn vào mình xem cái dòng, các bạn thấy không, dòng để bù rất là đẹp lên một héo nhả về. Rồi ok, như vậy thì bật lên là chắc chắn nó sẽ phải lên thôi, đúng không các bạn? Rồi thì sau cái clip này thì mình muốn truyền tải cho các bạn cái nội dung duy nhất của cái clip này, chính là cái cách mà các bạn khai thác cái thông tin của người khách đó, nó chiếm đến 60% cái khả năng phán đoán ban và sửa chữa ở một cái máy ha. Nên các bạn cố gắng khai thác càng nhiều càng tốt. Rồi như vậy mình sẽ tạm dừng cái video clip nữa đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.